thải ra ngoài. Trong khi chờ Đỗ Mạnh Lương và Tay Vợt Indo khởi động, chúng ta xem tiếp tục diễn biến trận đấu này. Tại Việt Nam và Thái Lan cùng 15 nữ đang là một đều, lên trái trượt. Việt Nam đã dẫn trước 2-1. Trận đấu đầu tiên đúng không? Giật bóng ra ngoài.